Chào mừng các bạn đến với Link Game. Hôm nay, hãy cùng mình tìm ra những người kỳ lạ trong số những người họ nhé. Cùng mình bắt đầu trò chơi nào. Màu da của anh trai này giống như nước. Tôi sinh ra với màu da như vậy. Màu da của anh ấy là bẩm sinh. Vậy vết thương trên người bạn làm như thế nào? Trên người tôi là vết bớt. Chúng ta cần tìm những người nhiễm bệnh. Không có vết bớt nào như vậy cả. Đó chính là người bệnh. Sao cô lại biết được? Nhóm tiếp theo. Nhìn người phụ nữ này. Mắt cô ấy màu xanh. Là do tôi đeo len giả. Là đeo len sao? Vậy ngươi cái này mắt đỏ là sao vậy? Tối qua tôi không ngủ. Mắt tôi đỏ hoe. Vậy là đau mắt đỏ rồi. Chính là nhiễm bệnh. Làm sao anh phát hiện ra? Nhóm tiếp theo. Nhìn cái đầu của bà già này. Hắn là một tên đầu trọc. Lúc còn trẻ ta bị chày cắn. Nhìn bà già này xem. Bà già hỏi đâu? Chỉ là dụng một chút tóc cũng không được sao? Lúc này nhìn vào miệng của họ. Bên trái sao lại dài thế này? Chắc chắn là bệnh rồi. Làm sao anh phát hiện ra? Nhóm tiếp theo. Nhìn móng tay của họ xem. Tôi không thích cắt móng tay. Móng tay của người phụ nữ này hình như không có vấn đề gì. Là móng tay bị sao vậy? Bên phải móng dài vậy. Chắc chắn bị nhiễm bệnh. Làm sao anh phát hiện ra? Nhóm tiếp theo. Xem người phụ nữ này có vấn đề gì không? Bà này bị thương ở cánh tay. Là dấu tay màu đen. Đã nói tôi đây là vết thương thường rồi. Xem này. Đây cũng là dấu tay. Nhưng lại là màu đỏ. Mèo hoang cào vết thương đỏ đó. Chính là bên phải rồi. Làm sao anh phát hiện ra? Nhóm tiếp theo. Anh chàng đẹp trai này có vấn đề gì? Không thành vấn đề. Ôi, anh ta thiếu một chân. Tại sao không cho người khuyết tật vào nhà an toàn? Hắn là người tàn tật. Cái này lạ quá. Tại sao chân anh ấy lại như thế này? Tôi lỡ mang giày ngược rồi. Mặc ngược cũng không thể như vậy được. Chắc chắn là quái vật. Làm sao anh phát hiện ra? Nhóm tiếp theo. Ca này khó anh nha. Tại sao cổ tôi bị cong? Nhìn thật là kỳ dị đó. Ngủ quên sai tư thế. Ngủ quên gối rồi. Không có gì vấn đâu. Vấn đề này cổ bị tê liệt rồi. Chuyện gì vậy? Tôi là người bình thường. Anh bị nhiễm bệnh rồi. Làm sao anh phát hiện ra? Nhóm tiếp theo. Ca khớ này này không phải đều là quái vật sao? Tất cả đều bị nhiễm bệnh. Trên người hắn có máu. Hay là nước sốt cà chua? Không phải máu. Xem lại cái này đi. Anh ta có vấn đề về mạch máu ở cánh tay. Tôi vô tình bị xe đâm. Cái bên trái bị nhiễm bệnh. Làm sao anh phát hiện ra? Làm tốt lắm, anh đã hoàn thành. Không một người nhiễm bệnh nào vào được. Nhưng sao trông anh ngon thế? Vòng tay này sao lại là chân bạch tuộc? Như vậy chơi đàn mới hay. Rõ ràng là cô ta đã đột biến. Nhìn lại xem. Cô còn xoắn thành xoắn. Tôi đây là ngủ quên gối rồi. Bắt quái vật bên phải. Làm sao anh biết được sự ngụy trang của tôi? Đây là tìm ra nữ hoàng đột biến. Hãy nhìn lại hai người này. Chân cô ta làm bằng gỗ. Công cụ của tôi để trượt băng. Sau đó xem lại. Trên mặt còn có vết thương. Cái miệng này không thể hát nữa. Người kia còn có thể hát. Bên trái là quái vật. Làm sao anh biết được cơ chứ? Nhóm tiếp theo. Xem hai quý phi này. Cái này không thay đổi. Cô này đội gì trên đầu thế? Chỉ là kiểu tóc thôi. Con rắn ngoan. Không. Cho cô uống chút rượu. Đuôi cũng lộ ra. Bắt bên phải luôn. Xinh quá bị lò đuôi rồi. Nhóm tiếp theo. Đây là lục phi sao? Hai người này. Không có gì thay đổi. Mở miệng ra. Nhìn cái miệng đi. Lưỡi dài quá. Lưỡi dài mới phù hợp với tất cả mọi người. Nhìn lại chân họ. Ôi bên trái đi mùi trần à. Chân mùi thật đáng sợ. Bên trái là ma. Làm sao anh biết được cơ chứ? Rõ ràng như vậy còn không nhìn ra sao? Lại là một nương nương. Trông thật là giống nhau. Tôi đi cái mũi này sao dài thế? Có thể ăn quá nhiều dưa chuột đó. Cô này không có gì thay đổi. Ăn thêm chút dưa chuột chua đi. Cuối cùng em cũng có con rồi. Có hai bàn tay nhỏ trên cổ kia. Bắt hắn trói lại ngay đi. Nhóm tiếp theo. Đây là hoàng hậu. Có một con mắt trên tay. Là chủ nhân của hậu cung. Nhất định phải có nhiều mắt nhìn lại một chút. Không có nữ hoàng này là bình thường. Đưa con mèo cho họ. Con mèo của tôi bị rụng lông quá nhiều. Trời đất, đầu toàn là lông. Vậy thì hoàng hậu già ở bên làm trái. Sao hắn lại biết được nhỉ? Bắt hết rồi. Làm tốt lắm. Thưởng vàng vạn lạng. Trước khi xem tiếp video, đừng quên like và theo dõi kênh Link Game nhé các tình yêu ơi. Đây là vòng thẩm vấn. Đưa tiền cho tôi. Cảm ơn, tôi sẽ chuyển tiền cho bạn sau. Tôi chuyển tiền cho bạn rồi. Bạn nhận đi. Chàng trai tốt. Cô bên trái thì sao?
cậu không muốn trả tiền nữa phải không? Hắn là cô gái tiền mặt, sao anh lại nhốt tôi vào? Tìm ra cô gái giấu tiền. Đây là bảng đề xuất điều chỉnh. Nhân vật của Tiểu Phương rất kém, mọi người đều ghét anh ta, đề nghị sa thải. Người Tiểu Phương rất tốt, tôi đề nghị anh ta thăng chức. Ngươi nói xấu là người bên trái, sao anh lại sa thải tôi? Nhóm tiếp theo. Cái đồng hồ vàng cho các bạn xem một chút. Anh chàng đẹp trai hẹn tối nay không? Tôi không dễ bị tiền làm mờ mắt đâu. Bên trái mắt sáng lắm. Chính là kẻ hám tiền, đi vào diện tình nghi. Nhóm tiếp theo. Đưa họ cái xô này. Người ta là yếu nữ, không thể bắt nước nặng như vậy. Nước không còn nữa, đến lúc thay nước rồi. Cái bên trái quá giả vờ, sao anh lại sa thải tôi? Còn một cốc nước nữa. Đổ nước vào. Cái gì đó, bạn làm gì vậy? Đây là váy hàng hiệu. Không sao đâu, tôi lau là được rồi. Người tức giận là cô gái điếm bên trái, sao anh lại bắt tôi? Có một tấm áp phích trên tường cho họ xem. Mặt không bẩn là được rồi, ai còn trang điểm đi làm nữa. Không thể để các nhà lãnh đạo nhìn thấy mặt mộc của tôi. Cô gái mưu mô bên phải, sao anh lại bắt tôi? Nhóm tiếp theo. Một cái điện thoại di động để chụp ảnh cho họ. Bạn chụp cái này vừa phải rồi. Tôi thích nó quá. Bạn chụp không tốt. Chụp lại đi. Tôi đi xấu xí như vậy, cái bên trái còn nói đẹp, sao anh lại sa thải tôi? Nhóm tiếp theo. Một đồng hồ thời gian kiểm tra. Không sao đâu, tôi chỉ đến sai một vòng thôi. Các cậu tiếp tục đi. Hôm, mỗi ngày đều ăn mặc đẹp. Chưa biết cho ai xem. Chắc chắn là cái bên phải. Sao anh lại bắt tôi? Công ty sao nhiều tiền mặt thế? Làm tốt lắm, thằng tới sẽ thăng chức và tăng lương cho bạn. Trước tiên hãy đo nhiệt độ cho họ bằng nhiệt kế, xem các bạn có ai bị lạnh không. Lạnh quá đi mất thôi. Bên cạnh ngọn lửa này nóng quá. Nhiệt độ cơ thể bên trái chỉ có 33 độ. Hắn là ma nữ, làm sao anh biết? Cái này là giúp phân biệt nữ quỷ. Đây còn có hương cho các bạn. Bé Ngô rất thích văn hóa truyền thống. Ngon quá. Người tốt luôn đem cái này. Đem hương cho ăn sao? Hắn là ma nữ, làm sao anh tìm răng? Nhóm tiếp theo. Trên tường này còn có một cái gương nữa. Đi hẹn hò sau, bảo dọn dẹp một chút. Hình như muốn bổ sung bột. Bạn sợ bà già làm bạn xấu hổ. Không có gì trong gương bên trái. Làm sao anh tìm ra tôi? Nhóm tiếp theo. Đạo sĩ này trong tối còn có một chiếc bùa. Đạo sĩ thi triển, giúp tôi xem nguyên thần của họ. Tôi đang mơ à? Sao lại bay lên? Bên phải không có nguyên thần. Hắn là ma nữ, làm sao anh tìm ra? Nhóm tiếp theo. Còn có tỏi nữa, sau đó đưa cho họ. Lát nữa hẹn ăn thịt nướng. Bỏ thứ này ra khỏi người tôi. Ăn thịt không ăn tỏi, mùi thơm ít hơn một nửa. Người ghét tỏi bên trái đó. Làm sao anh tìm ra tôi? Nhóm tiếp theo. Một cái kính lúp. Soi chân trần của họ, lộ ra dưới kính lúp. Cô bên trái chân bình thường, móng chân bên phải này dài thế này. Hắn là ma nữ, làm sao anh biết nhỉ? Nhóm tiếp theo. Người đàn ông này còn có một chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này là chất liệu gì? Làm bằng gì? Thật khó chịu khi đến gần tôi. Tất nhiên rồi, tôi tự tay dùng nhung bạc 925. Vậy kẻ bên trái là ma rồi. Làm sao anh tìm ra tôi? Nhóm tiếp theo. Lấy trộm cây đúc này, lấy ra một ngọn đuốc. Nguy hiểm quá, đừng đùa thế. Đẹp quá. Người không sợ lửa là người bên phải. Hắn là ma nữ, làm sao anh tìm ra tôi? Nhóm tiếp theo. Giờ này mở cửa sổ này ra. Kéo con muỗi này lại đây. Tại sao tất cả muỗi cắn mình tôi? Tôi đã xịt nước hoa mới. Hắn chắc chắn là quái vật. Cái bên trái phun nước hoa là quái vật. Làm sao anh tìm ra tôi? Ma nữ cuối cùng đã tìm thấy hết ma nữ. Chúng ta mau đi cứu những cô gái khác thôi.